Ngày 13 tháng 7, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện tại sự kiện với bộ váy cúp ngực màu hồng hốt cơ chua của thương hiệu Adazae, khiến cư dân mạng không thể rời mắt. Mỹ nhân tân cương này được ví như nữ thần Hy Lạp cổ đại với vẻ đẹp hoàn hảo như tượng tạc. Ngay lập tức, các từ khóa liên quan đến nhan sắc và sự kiện của cô trở thành hot nhất trên Weibo với hàng chục triệu lượt đọc. Tuy nhiên, không phải ai cũng bị chinh phục. Mặc dù đang là nữ diễn viên có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba lại bị chê vì khả năng diễn xuất hạn chế. Nhiều người so sánh cô với các diễn viên như Dương Tử hay Lý Thấm, những người có nhiều tác phẩm bùng nổ hơn. Liệu nhan sắc vượt trội có đủ để duy trì danh tiếng của cô trong tương lai?